Từ xưa đến nay, trong đời sống của người Việt, bữa cơm gia đình không chỉ là nơi tụ họp gắn kết các thành viên, cùng nhau chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, mà đó còn là nền tảng hình thành nền nếp gia phong, là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Chính vì vậy mà bữa cơm gia đình luôn có một ý nghĩa rất thiêng liêng và cao quý đối với mỗi người. Là một gia đình có ba thế hệ cùng sinh sống, bà Bùi Thị Thu Nguyệt luôn cảm thấy hạnh phúc khi được tự tay chăm sóc tổ ấm, nấu những bữa cơm ngon cho các thành viên trong gia đình. Hàng ngày các con đi làm, cháu đi học, bữa cơm gia đình luôn được bà chuẩn bị bằng tất cả tấm lòng của một người bà, người mẹ, người vợ dành cho những người mình yêu thương. Cô là đã về hưu, trong khi còn sức khỏe thì cô ở nhà cô đảm bảo cô làm ngày hai bữa cơm, nấu cơm cho con nó đi dạy về, nó có sẵn nó ăn. Khi mà nấu cơm về con nó về ăn thì cô cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Em rất là thích cái không khí bữa ăn gia đình. Sau những cái giờ làm việc vất vả thì các thành viên trong gia đình quây quần với nhau, rồi cùng nhau nấu nướng, rồi cùng nhau ăn thì giúp cho mình là giải tỏa những cái áp lực, giải tỏa được những cái căng thẳng. Cùng nhau xây dựng gia đình đã 46 năm, nhưng ngày nào, ông Trần Xiên và bà Lâm Thị Mung vẫn cố gắng duy trì các bữa ăn có đầy đủ các thành viên. Với ông bà, bữa cơm gia đình không cần quá cầu kỳ, cao lương mỹ vị, mà quan trọng nhất là các thành viên trong gia đình quây quần bên mâm cơm, cùng nhau trò chuyện, chia sẻ sau một ngày làm việc học hành vất vả. Trong cái buổi cơm nào cũng vậy, thì gia đình thì đoàn viên, thì chia sẻ những cái công việc mà hàng ngày, có khi gặp cái gì đó trở ngại hoặc khó khăn, thì gia đình chúng tôi ngồi lại để bàn bạc và thảo luận hoặc là giúp đỡ ý kiến và xây dựng như thế nào để cho mấy cái cuộc sống nữa nó tốt hơn. Thường thường sáng thì mình đi tập thể dục về rồi bắt đầu mình đi chợ. Đi chợ cũng như là mình lo, cũng như là về chợ búa rồi đó. Ăn mình lo cho mỗi ngày chồng con, ví dụ mình đi chợ về xong rồi thì mình bàn con cháu tiếp, rồi ông xã cũng tiếp. Thì nói ta chẳng ra là cũng như mình nấu cơm mà được ngon rồi nó hen là rất hạnh phúc rồi, cho gia đình ăn đồ. Để giống như con nó có cũng như cái sức khỏe, ăn đi làm đó, cho gia đình nó vui vẻ, hạnh phúc. Việc duy trì bữa cơm gia đình trong không khí sum vầy đông đủ trong mỗi gia đình là điều cần thiết và là nét văn hóa truyền thống rất cần được gìn giữ phát huy, nhằm góp phần xây dựng tổ ấm, nuôi dưỡng tâm hồn, xây dựng một xã hội hạnh phúc, phát triển bền vững.